Xin chào tất cả các bạn. Nước Úc được đánh giá là quốc gia thứ hai trên thế giới có môi trường lý tưởng cho người dân sinh sống, học tập và làm việc. Số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam nói riêng và số lượng sinh viên quốc tế nói chung lựa chọn du học Úc đang tăng lên một cách đều đặn. Nơi đây có khí hậu ấm áp và chỉ cách Việt Nam là khoảng 8 giờ bay. Hiện nay, theo thống kê của Cục Đào tạo với nước ngoài, thì nước ta hiện có trên 100.000 du học sinh đang theo học tại 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó thì số lượng sinh viên Việt Nam đang theo học tại Úc là cao nhất, với ước tính là hơn 25.000 người. Chính vì vậy mà nước Úc thực sự là một xứ sở xinh đẹp và là một nơi học tập lý tưởng cho mọi du học sinh. Vâng, thì để tìm hiểu rõ hơn về những đặc điểm cũng như là những thế mạnh của đất nước xứ sở chuột túi này, thì Tân Đại Dương sẽ cùng với các bạn đi sâu vào từng lĩnh vực nhé. Đầu tiên, khi quyết định du học thì chúng ta phải kể đến nền giáo dục của nước Úc. Nền giáo dục nơi đây luôn đạt chất lượng cao nhất, đồng bộ và bằng cấp quốc tế được công nhận khắp thế giới. Hơn nữa là nền kỹ thuật công nghệ cao, hệ thống giáo dục linh hoạt, các chương trình thì được xây dựng liên thông giữa tất cả các bậc học. Các khóa học hay là ngành học thì đa dạng, phương pháp học tập cải tiến, sáng tạo. Môi trường sống nơi đây thì an toàn, thân thiện và hài hòa. Đối với xã hội thì nước Úc là quốc gia đa văn hóa, không phân biệt chủng tộc, du học sinh sẽ dễ dàng hội nhập. Mức sống nơi đây thì tuy cao nhưng mà chi phí sinh hoạt thì hoàn toàn hợp lý nhé. Chỉ vào khoảng là từ 15.000 cho đến 18.000 đô la Úc trên một năm và thấp hơn nhiều so với nước Anh và nước Mỹ. Ngoài ra thì tại Úc còn có các dịch vụ hỗ trợ sinh viên tốt. Bên cạnh việc học tập thì các du học sinh còn có cơ hội làm thêm ngoài giờ học và thời gian được phép làm là tối đa 40 giờ trên 2 tuần. Đặc biệt, cơ hội việc làm và định cư tại Úc sau khi kết thúc chương trình học là khá cao. Và theo chính sách mới thì du học sinh được phép ở lại làm việc là từ 2 cho đến 4 năm. Thêm vào đó là tỷ lệ thất nghiệp tại Úc là khá thấp. Bằng cấp Úc thì được công nhận trên toàn thế giới. Úc hiện đang sở hữu hệ thống các trường đại học, cao đẳng và trung học với chất lượng được công nhận trên toàn thế giới. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng bằng cấp của sinh viên sau khi tốt nghiệp các trường tại Úc cũng sẽ được cả thế giới công nhận. Cũng giống như là nước Anh hay là nước Mỹ thì ngôn ngữ duy nhất được sử dụng tại xứ sở Kangaroo là tiếng Anh. Chính vì điều đó mà sẽ giúp cho mọi sinh viên sẽ dễ dàng hòa nhập với thế giới hơn là tại bất kỳ quốc gia nào. Đối với chi phí thì các bạn hãy yên tâm nhé, vì nơi đây có mức chi phí rất là phù hợp. Hệ thống giáo dục tương tự với nước Anh hay là nước Mỹ, chất lượng giáo dục của nhiều trường luôn đứng trong top 50 trường hàng đầu trên thế giới. Theo bảng xếp hạng hàng năm về các trường đại học danh tiếng trên thế giới của tạp chí Time, thì nước Úc có tới 4 trường đứng trong top 20 trường đại học tốt nhất thế giới. Tuy vậy mà chi phí học tập và sinh hoạt tại Úc chỉ bằng 2/3 so với nước Anh và bằng 1/2 tại nước Mỹ. Do đó mà du học Úc được xem là khá là phù hợp với tình hình tài chính của nhiều gia đình người Việt Nam. Về môi trường sống thì nơi đây an toàn và thân thiện. Úc vốn là một quốc gia đa chủng tộc, chính vì vậy mà nhận định đầu tiên về nước Úc đó chính là một quốc gia yên bình. Các sinh viên quốc tế khi mà du học tại Úc thì không hề lo lắng về chủng tộc hay là về tôn giáo, về đẳng cấp. Tất cả các dân tộc đều sống khá hòa bình và tôn trọng lẫn nhau vì một đất Úc phát triển và thịnh vượng. Úc là quốc gia hầu như không có xung đột lớn về chính trị. Điều đó là nền tảng quan trọng cho một nền kinh tế bền vững. Sự hỗ trợ từ phía chính phủ và từ các trường của nước Úc đối với sinh viên quốc tế được thể hiện ở chỗ là không ở một quốc gia nào sinh viên quốc tế được quan tâm như là ở nước Úc. Trong các trường đại học thì không hề có sự phân biệt giữa sinh viên quốc tế và sinh viên nước Úc. Tất cả mọi chính sách như là đóng học phí, hưởng các phúc lợi xã hội, hưởng các điều kiện vật chất v.v. thì đều chỉ có một cho tất cả sinh viên. Khá nhiều trường của nước Úc trợ giúp cho sinh viên trong quá trình tìm việc làm thêm, tư vấn cách trả lời phỏng vấn khi xin việc, giúp cho sinh viên hòa nhập với môi trường mới. Đối với từng bang thì sự hỗ trợ từ phía chính phủ có sự khác nhau. Tuy nhiên thì sinh viên quốc tế là một đối tượng được quan tâm nhiều nhất, như là các chính sách học bổng cho sinh viên, trợ giúp các chi phí về giao thông công cộng v.v. Còn về những chính sách dành cho sinh viên Việt Nam tại Úc thì trong suốt những năm vừa qua, kết quả là từ giữa năm 2007, Đại sứ quán Úc tại Hà Nội đã đưa ra quyết định rằng đưa sinh viên Việt Nam từ mức độ yêu cầu 3 xuống mức độ yêu cầu 2, có nghĩa là độ khó đang được giảm xuống một bậc. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng số lượng sinh viên Việt Nam có cơ hội học tập tại nước Úc là tăng lên. Cuối cùng là về thủ tục chứng minh tài chính thì tại Úc thủ tục chứng minh tài chính vô cùng linh hoạt. Đây được xem là một vấn đề mà nhiều gia đình Việt Nam gặp phải. Một nền tài chính khá mạnh nhưng gia đình rất khó khăn khi chứng minh nguồn tiền và thu nhập.
Từ thực tế đó thì không quá cứng nhắc đối với sinh viên Việt Nam, một điều tích cực là Đại sứ quán Úc tại Việt Nam chấp nhận các hình thức chứng minh khá đa dạng, đó là bằng sổ tiết kiệm, bằng hợp đồng tín dụng dự phòng hay là bằng vay vốn v.v. Vâng, thì điều đó đã mở ra nhiều cơ hội học tập lớn cho mọi sinh viên Việt Nam hiện nay đó. Vâng, thì đúc kết lại những lý do trên đây thì nước Úc đã và đang sẽ là một môi trường sống và học tập phù hợp nhất với mọi sinh viên quốc tế nói chung và đặc biệt là với sinh viên Việt Nam nói riêng. Và thực tế thì số lượng sinh viên Việt Nam đang sống và học tập tại Úc đã chứng minh thực tế đó. Vâng, thì vài phút vừa rồi đã khép lại chương trình tìm hiểu thông tin du học của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Mọi thắc mắc về thủ tục làm hồ sơ cũng như là cách chọn trường tại nước Úc ra sao thì các bạn hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại để các bạn có thể được tư vấn trực tiếp là 0838484879. Ngoài ra thì chúng tôi còn có hai chi nhánh khác là ở quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vâng, rất vui việc tất cả các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bạn Trương Mỹ Quỳnh. Bạn vừa nhận được visa du học Úc để biết được cái quá trình mà Mỹ Quỳnh làm hồ sơ thì như thế nào nhé. Chị xin chào Mỹ Quỳnh. Chào chị. Em có thể giới thiệu sơ nét về bản thân em cho các bạn biết được không? Mình tên là Trương Mỹ Quỳnh. Hiện tại mình đang học Đại học năm 2 của trường Đại học Tài chính Marketing. Chuyên ngành mình theo học là thương mại quốc tế, nhưng mà mình quyết định qua Úc du học sẽ học thêm chuyên ngành là quản trị nguồn nhân lực của trường Đại học Deakin, bang Victoria, thành phố Melbourne. Ở đây lúc rảnh thì nhiều lúc em có đi làm thêm, rồi hoặc là đi chụp ảnh, sở thích của em là chụp ảnh, hay là nghe nhạc, đọc truyện gì đó. Chị không biết lý do vì sao em lại quyết định chọn Úc làm cái điểm đến của mình với em. Tại vì thứ nhất là em có người thân bên Úc thì đó cũng là một lợi thế cho em khi đi học bên đó. Có thể là lo cho em về cái phần ăn ở hay là đi lại gì đó. Còn thứ hai á, thì theo em được biết thì Úc là một đất nước rất là yên bình, rồi có chất lượng sống cao, nhưng mà cái chi phí thì nó thấp hơn Mỹ giống là Anh. Quyết định du học Úc. Thì chị không biết cái lộ trình mà qua Úc em học nó sẽ như thế nào ha? Dạ, từ tháng ngày 19 tháng 3 thì em sẽ đi học khóa Anh văn 10 tuần cho tới hết tháng 5. Và em bắt đầu khóa học chính là tháng 7 cho tới hết năm 2018. Trường Đại học Deakin là một trường nằm trong top 3% của các trường đại học nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó cũng được bình chọn là ngôi trường thứ 3 của Úc và thứ nhất của bang Melbourne. Vào cái trường đó thì mình có tìm hiểu, thì khi học ra thì bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới và cái khả năng xin việc làm cũng cao hơn. Theo em có tìm hiểu thì Melbourne là một thành phố không phải nổi tiếng về cái vẻ hiện đại, nhưng mà nổi tiếng về cái vẻ cổ điển của nó. Còn khí hậu thì ôn hòa, có 4 mùa rõ rệt. Nói chung là em nghĩ cũng dễ chịu. Rồi, chị không biết thì em đã có cái dự định nào cho tương lai của mình sau khi học xong ở bên Úc chưa ha? Dạ, sau khi học bên Úc thì em tính nếu được thì em sẽ xin ở lại bên Úc làm trong khoảng 2 năm gì đó. Rồi sau đó lấy kinh nghiệm đó em sẽ về Việt Nam tiếp tục phát triển tương lai. Thì chị cũng hy vọng là cái thời gian mà em học ở bên Úc cũng như là cái kinh nghiệm em làm việc có thể trở về Việt Nam để thực hiện được ước mơ của mình ha. Dạ. Rồi, chị không biết còn cái cảm nhận khi em làm hồ sơ Tân Đại Dương thì em thấy thế nào? Dạ, lúc đầu ba mẹ quyết định cho em đi du học thì em cũng rất là hoang mang, không có biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu hay là gì đó. Và nhờ chị bạn của em giới thiệu thì em biết đến công ty Tân Đại Dương. Và tới công ty thì em gặp chị Hà tư vấn cho em rất là nhiệt tình. Nói chung là hồ sơ thiếu cái gì chị Hà cũng lo rất là chu đáo. Em thấy dịch vụ làm một dịch vụ rất là chuyên nghiệp. Bây giờ khi em nhận được visa thì em cảm thấy rất là vui và rất là may mắn. Và nếu mà bạn bè hay là người thân của em có ý định qua Úc thì chắc chắn em sẽ giới thiệu công ty Tân Đại Dương. Rồi, chị rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là tình cảm đã dành cho công ty ha. Rồi, chị cũng hy vọng là ước mơ sau này của em sẽ trở thành hiện thực. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chia sẻ ước mơ khi du học. Cần hỗ trợ thêm thông tin gì các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.